Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái cách mà phun thuốc phân hóa mầm hoa và chúng ta chỉnh vòi phun như thế nào. Thì như mình hướng dẫn bà con giai đoạn phân hóa mầm hoa thì bà con có thể phun cho mình sương mù hoặc là những cây cao bà con có thể là phun bắn được. Nhưng cái tốt nhất là bà con phun sương mù cho mình nha. Thì đây là cái clip mình hướng dẫn cho nông dân tại vườn phun cái phân hóa mầm hoa bằng phương pháp là phun sương mù, tức là chỉnh vòi phun sương mù. Cái điều quan trọng mình nhắc nhở bà con á, phun giai đoạn phân hóa mầm hoa á, thì trước cái clip đó, trước đây á, mình quay hướng dẫn là tưới rồi, thì mình phun lần này lần thứ hai này, có những cây mà đang phân hóa mầm hoa phun lần hai, thì phun sương mù, thì cái về cái kỹ thuật phun á, mình nhắc lại bà con nhé, chúng ta phun sương mù nha, ướt đẫm hai mặt lá, nghĩa là phun mặt lá dưới mặt trên, giai đoạn này chúng ta phun không ảnh hưởng gì hết, bà con phun bình thường, chủ yếu là phun mặt dưới lá mặt trên lá. Cái mặt dưới lá mặt trên lá thứ nhất á, mình giải thích cho bà con á, hiện tại ở thị xã Buôn Hồ và một số khu vực khác á, có hiện trạng là sương muối, và sương muối hay rơi vào tình trạng là buổi sáng sớm và tối có tình trạng sương muối từ lúc 11 giờ và tới sáng, sương muối rất là nhiều, nó khiến cho là cái bề mặt lá chúng ta nó bị rửa trôi hết. Thì thế nên mình nói bà con phun á, chủ yếu dưới bề mặt dưới lá thì nó sẽ không bị rửa trôi và nó hấp thụ rất là nhanh, khiến cho cái cây chúng ta nó phân hóa mầm hoa rất là đều. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên mình nói bà con phun ở giai đoạn phân hóa mầm hoa sau khi tưới nước. Thì đây mình quay rất là chi tiết để cho con xem về cái cách mà phun thuốc, phun như thế nào cho nó hiệu quả. Thì mình đã hứa với bà con rồi, mình sẽ quay hết tất cả các quy trình từ lúc mà ra hoa, chăm sóc cây, bệnh và cây bơ búc, để cho bà con nhân dân chúng ta có một cái mùa bội thu, để bà con có được cái động lực để làm về cây ăn quả, cây ăn trái. Đó là mình hứa với bà con. Nên mình sẽ quay rất là từ từ và chi tiết từng giai đoạn để bà con nắm bắt. Và qua những clip mình sẽ nói rõ với bà con á về các vấn đề sương muối hay là mưa hay là như thế nào, mình sẽ nhắc nhở bà con. Với giai đoạn mà đang phân hóa mầm hoa ở những cây bơ giai đoạn 1 này thì mình nghĩ là cái độ an toàn nó chắc chắn tuyệt đối, hầu như là tới 80% là xả nhị vào thời tiết nắng nóng và đẹp. Còn với giai đoạn thứ hai thì mình nói chung cũng hơi lo với bà con á về cái vấn đề là mưa, thì thời tiết nó thay đổi thì mình không biết được, nên những bà con nào rơi vào giai đoạn 2 thì mình khuyên là nên phun thuốc hãm ngọn để cho tránh tình trạng mà nếu bị mưa xuống á, những cái nụ bà con siết chưa tới độ độ tuổi nó già thì vô tình á nó có thể là thành cái đọt nếu mà gặp mưa. Đó là cái trường hợp rủi ro mình nói để cho bà con khắc phục thôi. Còn cái trường hợp chính ở clip này vẫn là cái phun thuốc phân hóa mầm hoa. Thì clip này mình quay rất là dài và rất là chi tiết của một nông dân đang phun thuốc phân hóa mầm hoa. Thì cái giai đoạn này nó đang nở rồi, nó đang chuẩn bị phân tầng rồi. Thì nó rơi vào trường hợp 7 ngày phun thì mình cũng cho nông dân phun. Thì với liều lượng thuốc á, bà con phun cho mình chủ yếu là trên lá nha, phun sương mù chủ yếu trực tiếp ở trên lá nha. Một số bà con chúng ta cứ cây bơ búc khác nha, cây bơ thường khác, mình sẽ nói ở những cây bơ khác nhau để bà con chúng ta biết được. Với cây bơ búc á thì cái lượng lá rất là nhiều nên bà con phun chủ yếu là qua lá cho mình để nó hấp thụ rất là nhanh và hiệu quả cao. Chứ bà con đừng có nghĩ là nó ra hoa chúng ta phun rô hoa, phun rô hoa bà con hiểu nó sai, có nghĩa là qua hoa là trường hợp bị nấm rồi chúng ta phun. Chứ còn nếu mà đang phân tầng mà con phun cái nhiều quá vô hoa á, nó không có tốt đâu. Vì hoa nó không hấp thụ bằng phun qua lá. Tất cả đều quang hợp qua lá và hấp thu dinh dưỡng qua lá hết. Nên cái đó là mình nhắc nhở là con phun. Và phun thuốc bà con nên pha đúng tỷ lệ cho mình. Thì mình nhắc nhở là một chai thuốc có thể pha tới 500 lít nước. Là với những cây và dinh dưỡng lá nó dày á, thì bà con pha cho mình 400-450. Còn những cây chúng ta khả năng cây nó yếu á, thì bà con pha 500 mình loãng ra. Không được pha dưới 400. Vì cái loại thuốc này nó rất là hấp thụ rất là nhanh, nên bà con pha loãng cho mình nha. Mình nhắc lại là từ 400 đến 500, 500 lít. Nhà hai cho thuốc mình đã nhắc nhở bà con phun á. Thì đây là bà con phun sương mù đây. Thì mình sẽ quay từ từ, từng cây. Nói chung là bà con xem về cách phun thuốc. Mình nhắc lại là phun sương mù nha bà con, chứ bà con đừng có phun mạnh quá. Còn với một số bà con nông dân chúng ta phun bằng máy thì mình khuyên á là bà con chỉnh lại áp suất của máy khi bơm và những cái vòi phun ra nó nhẹ xuống lại để phun sương mù. Để tránh tình trạng thứ nhất là lãng phí thuốc ở giai đoạn này thì nó không có quan trọng. Mà quan trọng nhất là ở giai đoạn phân tầng, nếu mà con phun mạnh quá thì vô tình nó làm gãy hoa và gãy những cái tầng rời của hoa, nên mà con phun sương mù.
thì chủ yếu là mình nhắc lại là chủ yếu là dưới mặt lá và trên mặt lá, vì tình trạng sương mù ở đây rất là nhiều, sương muối rất là nhiều nên ảnh hưởng rất là nhiều đến bờ của chúng ta lúc đang phân tầng. Nên bà con phải kiểm soát được mình là nếu mà có hiện trạng là nó vàng hay là như thế nào á, do sương muối hay do nấm bệnh á, thì bà con phải kiểm soát lại và có thể liên hệ với mình để mình tư vấn về cái tình trạng đó. Và cái việc quan trọng nhất là bà con phải phun thuốc cho mình đúng liều lượng nha, đừng nên phun quá liều lượng vì giai đoạn hoa rất là nhạy cảm, và không nên phun một số loại thuốc nào khi chưa rõ được cái công dụng của nó để tránh tình trạng hư hoa. Đó là mình chia sẻ với bà con. Chứ còn cái giai đoạn phân tầng mà chưa nở thì bà con có thể phun được, nó không ảnh hưởng gì hết. Tập trung chủ yếu là trên lá nha bà con, để cho cái tình trạng hấp thụ nó rất là hiệu quả. Thì đó là mình nói ở giai đoạn mà đang phân hóa mầm hoa. Bà con vẫn lưu ý cho mình là vẫn tưới nước, duy trì độ ẩm 60 đến 70%, duy trì cho đến lúc khi nào xả nhụy xong. Bà con vẫn giữ độ ẩm cho mình nha. Mình nhắc lại, nhiều bà con cứ thắc mắc là có tưới hay không tưới, ra là mình nhắc lại. Duy trì độ ẩm 60 đến 70% khi đến nở luôn. Có nghĩa là đắp ẩm là được rồi. Bà con không phải kêu là tưới đẫm, bà con cứ duy trì là được rồi. Còn ở cái hình này á, là cây bơ đang phân tầng nè, đang phân tầng ở giai đoạn 2 hình B như mình thông báo clip trước. Thì giai đoạn này bà con cũng chỉnh vòi bét phun cho mình là ở giai đoạn sương mù. Nếu thời tiết chúng ta thuận lợi không mưa thì bà con không mưa không sương muối thì bà con phun bình thường cho mình. Không nên phun quá liều lượng thuốc nha, mình nhắc nhở bà con chỉ phun sương cho mình thôi. Chủ yếu là dưới mặt lá và trên mặt lá. Ở giai đoạn này thì bà con cứ phun theo chu kỳ ít nhất được 1 đến 2 lần ở giai đoạn này thì nó hiệu quả rất là cao. Sau đó bà con giữ duy trì độ ẩm và giữ đến lúc xả nhụy xong, đạt hiệu quả đến 40 đến 50%. Thì ở từng clip mình sẽ nhắc nhở cho bà con từng giai đoạn. Ở từng clip mình sẽ nhắc nhở bà con từng giai đoạn nha. Còn với giai đoạn này mình chỉ quay giai đoạn là phun thuốc. Mình đã hứa với bà con là mình sẽ quay hết tất cả các giai đoạn. Thì đây là lứa bông của giai đoạn 1 chuẩn bị phân tầng và xả nhụy. Thì mình dự kiến thì có thể là xả nhụy vào giai đoạn từ 15 tháng 1 âm lịch đến ngày 25 tháng 1 âm lịch, là lúc đó sẽ nó ra một cái sản lượng là trái nhỏ rồi. Thì những cây bơ nào bà con thấy khả năng nó đậu khoảng 50% thì bà con tiến hành phun canxi cho mình và để tránh tình trạng nó rụng canxi bo đó. Thì đó là cái trường hợp mình tới đâu mình sẽ nhắc nhở tới đó. Còn cái đây là mình nhắc nhở bà con là với những cái bơ trên hình nè, toàn là những cái bơ mình làm cành rất là thông thoáng nên cái sản lượng bông ra rất là mạnh. Nên bà con những vườn mà được bên mình hỗ trợ về kỹ thuật làm cành á, thì mình rất là tự tin về cái nụ hoa, vì cái sản lượng hoa mà khiến ta làm cành á, cái hoa nào rất là chắc là khỏe, nên là cái khả năng đậu trái rất là cao. Đó là cái vấn đề mình hướng dẫn bà con ở giai đoạn phun thuốc phân hóa mầm hoa giai đoạn 1. Thì một lần nữa thì cũng gần tới Tết rồi, thì clip này mình quay cũng nhắc nhở cho bà con chúng ta có chế độ phun thuốc và theo dõi vườn định kỳ, vì mùa bơ nó rất là quan trọng với bà con nông dân chúng ta, vì cây bút nó giá thành cũng rất là cao và lợi nhuận cũng rất là nhiều. Nên bà con chú ý về cái việc chăm sóc và phun thuốc cho đúng liều lượng của mình nha. Đây là cái phương pháp mình hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật phun thuốc. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ luôn luôn cập nhật những video về cây bơ từng giai đoạn bà con xem. Thì với vườn đây là vườn ở giai đoạn 1 nên tình hình chung là tất cả ở những vườn bơ giai đoạn 1 bây giờ đang phân hóa mầm hoa xả nhụy. Thì bà con cứ yên tâm về cái vấn đề đó, mình sẽ luôn luôn hướng dẫn tận tình và hết sức có thể đối với bà con dân chúng ta ở mùa thu 2018 này. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh nha. Mình sẽ quay cái mô hình này bà con xem từ lúc mà phun thuốc tới lúc xả nhụy và lúc đậu trái và một số cách chăm sóc như thế nào để cho quả bơ chúng ta nó không bị bọt xích chích, không bị rụng, không bị thối khi vào mùa mưa. Đó là vấn đề mình khuyên cho bà con. Thì đây mình cũng quay những giai đoạn mà phun phân tầng đó. Đó, bà con cứ phun bình thường nha, chủ yếu tập trung vào lá nha. Mình khuyên bà con là tập trung vào lá, mặt dưới lá, mặt trên lá chứ không tập trung vào hoa. Vì cái thuốc bà con đừng có nghĩ mình phun là nó hấp thụ qua hoa. Hoa không hấp thụ đâu, hấp thụ qua lá hết, dinh dưỡng sẽ nuôi qua lá hết. Lúc đó bà con cứ phun cho mình chủ yếu qua lá, hoa bà con phun sơ qua cũng được, không có cần phải phun vào hoa. Đó là mình khuyên bà con. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, thì mình sẽ có động lực quay những video hay cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này. Thank you.